Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vừa qua cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Doãn Tấn và Võ Doãn Mỹ Thạnh. Võ Doãn Mỹ Phước là hai người em của Tấn để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ án, luật sư Lê Minh Thái và nhân viên Nguyễn Đức Hải bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Còn Nguyễn Đắc Công, cán bộ văn thư lưu giữ, Ủy ban Nhân dân phường 6, quận Bình Thạnh bị điều tra hành vi giả mạo trong công tác. Theo hồ sơ vụ án, Tấn, Thạnh và Phước là 3 trong số 11 người được quyền thừa kế căn nhà trên đường Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, trị giá khoảng 80 tỷ đồng. Ba anh em Tấn sống tại Việt Nam, những người còn lại đang ở nước ngoài Năm 2016, thấy căn nhà giá trị, Tấn bàn bạc với hai em gái làm thủ tục để cùng đứng tên nhà, không chia phần cho những người còn lại. Họ thuê luật sư Thái làm các giấy tờ với giá 50.000 đô la Mỹ. Để hợp thức hóa hồ sơ, Thái cùng nhân viên là Nguyễn Đức Hải soạn thảo giấy cam kết, giả chữ ký 8 người thuộc quyền thừa kế ở nước ngoài với nội dung từ chối nhận di sản thừa kế, Đồng thời, Thái móc nối với Nguyễn Đắc Công, cán bộ văn thư lưu trữ ủy ban nhân dân phường 6, chứng thực các giấy cam kết nói trên. Công đã giả chữ ký của lãnh đạo phường, dùng mộc do anh ta trực tiếp quản lý đóng dấu vào chữ ký giả. Sau khi chuyển nhượng quyền sở hữu nhà đất thành công, Thái đã trở thành người môi giới bán căn nhà đó cho Phạm Thị Kim Yến với giá 78 tỷ đồng. Thái sau đó cũng đã nhờ công xác nhận giả mạo các giấy tờ khác như sao y giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Phạm Thị Kim Yến nhằm tạo thuận lợi cho việc cập nhật biến động sở hữu nhà đất. Tấn cùng hai em sau khi hoàn tất thủ tục sang tên căn nhà đã bán lấy số tiền gần 80 tỷ đồng chia nhau. Cơ quan điều tra đã phát hiện Thái thông qua Nguyễn Đức Hải đưa hối lộ cho công tổng cộng 4 lần, số tiền 6 triệu đồng vào tháng 7 năm 2017, khi Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh nhận ra hồ sơ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đã yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh tiến hành xử lý. Qua điều tra, cơ quan này đã thông báo cho Tấn và các anh em của mình rằng cam kết từ chối nhận di sản thừa kế bởi những người thừa kế ở nước ngoài đã được Nguyễn Đắc Công làm giả mạo. Dù vậy, do lòng tham, Tấn, Thạnh và Phước không muốn hoàn trả số tiền từ việc bán nhà, đã cung cấp thông tin không chính xác và yêu cầu tòa xử lý khai tử cho 8 người thừa kế đang sống ở nước ngoài, nhằm hợp pháp hóa giao dịch bất động sản. Cơ quan điều tra khẳng định Nguyễn Đắc Công đã tận dụng vị trí công tác của mình, nhận tiền từ Lê Minh Thái để chứng nhận giả mạo tài liệu. Khi lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 6 từ chối ký vào hồ sơ, Công đã giả mạo chữ ký của họ và sử dụng con dấu để xác nhận.